Hello, và Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021. Lộc Loan kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Lộc với Loan vẫn còn đang ở Atlanta quý vị, và chiều hôm nay Lộc với Loan như thường lệ vẫn gửi đến quý vị những tin tức. Thống đốc Gavin Newsom của California đã công bố các biện pháp phòng dịch mới. Tính từ Santa Ana, California, Thượng tọa Thích Phước Hậu đã bàn giao chùa Bảo Quang cho hội đồng quản trị. Jason Bateman là người đàn ông của năm 2022. Dấu hiệu của biến chủng mới có thể là khởi đầu cho kết thúc của đại dịch. Foxconn được Wisconsin giảm thuế gần 30 triệu đô la để sản xuất xe điện. Thủ tướng Canada đã kêu gọi phương Tây cùng nhau để đối phó Trung Quốc. Nhật khai trương loại tàu lửa xe bus đầu tiên trên thế giới. Tin Việt Nam, ca sĩ Nhật Kim Anh đã nói: "Nếu hủy quyết định cho tôi nuôi con, tôi sẽ làm đơn kháng nghị." Tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, thống đốc Gavin Newsom của California đã công bố các biện pháp phòng dịch mới. Tất cả học sinh phải làm sự xét nghiệm trước khi trở về sau kỳ nghỉ đông, và các em được ưu tiên là xét nghiệm bằng cách thử nghiệm nhanh, thưa quý vị. Ở những vùng sa mạc cao của miền Nam California có nhiều bệnh viện thì bên trong họ phải sắp thêm những giường bệnh là bởi vì thiếu phòng. Jamal Willis là phụ trách khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết: "Chúng tôi đã quá kiệt sức và hiện tại nó đang bắt đầu giống như năm ngoái. Bạn biết đấy, nó bắt đầu làm tôi nhớ lại năm ngoái. Đó là một tình huống rất là kinh khủng." Và sự gia tăng trong mùa đông năm nay ở California đã đưa những số người không qua khỏi của tiểu bang lên cao hơn cả nước. Với việc mà biến thể mới đang hoành hành và hy vọng tránh được bất cứ điều gì tương tự như năm ngoái lặp lại, thì thống đốc Gavin Newsom đang ra lệnh cho một số biện pháp mạnh tay nhất trong tuần này, rằng tất cả các học sinh của California sau kỳ nghỉ đông khi mà trở về trường học thì các em phải được xét nghiệm nhanh với lại cái bệnh dịch này. Và thống đốc Gavin Newsom đã nói là kết quả này, xét nghiệm này sẽ rất là nhanh và bảo đảm rằng khi mà các em trở lại học trực tiếp thì vẫn an toàn, và biết rằng trong các em không có ai mà bị bệnh trong cái mùa lễ vừa qua. California thì trong một tuần qua trung bình có 114 trường hợp trên 100.000 người, thì chưa bằng một nửa tỷ lệ chung của cả nước. Ông thống đốc Gavin Newsom nói là: "Chúng tôi làm hầu hết các việc để mà phòng ngừa như những tiểu bang khác đã làm. Ngoài ra đó thì còn kêu gọi mọi người đi chích ngừa, và quan trọng là chích thêm một mũi tăng cường đó, thưa quý vị." Và các nhóm kinh doanh của tiểu bang nói rằng là thống đốc đã đi quá xa và làm trầm trọng thêm tình trạng đang thiếu lao động của tiểu bang. Quý vị biết là gần đây tiểu bang California nhiều cơ sở phải bị đình trệ, đóng cửa, và những cái cảng họ đã ngưng hoạt động luôn đó, lý do là không có đủ người để mà họ làm việc đó, thưa quý vị. Thì bây giờ thì các người bên nhóm những nhà kinh doanh thì họ nói là khi mà thống đốc làm như vậy nữa thì họ sẽ làm đi đình trệ nữa những cái công việc của họ. Và thống đốc Newsom cũng đã đặt ra hạn chót vào ngày 1 tháng 2 để các nhân viên chăm sóc sức khỏe chích được mũi tăng cường. Thì cái vấn đề mà ông yêu cầu là tất cả các học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12 khi mà trở lại trường học đó, thì các em phải thử rapid test, có nghĩa là thử nhanh, xét nghiệm trong vòng 15 phút đó quý vị. Thì mình không hiểu là cái chuyện này sẽ tiến hành như thế nào, thì đây mới là cái ý đưa ra của thống đốc thôi. Còn cái việc thực hành mỗi trường học thì họ sẽ làm như thế nào, mình chưa biết chuyện sắp tới, là bởi vì còn trong vòng một tuần lễ nữa thì các em mới trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông. Tính từ Santa Ana, California, Thượng tọa Thích Phước Hậu đã bàn giao chùa Bảo Quang cho hội đồng quản trị. Thượng tọa Thích Phước Hậu là trụ trì của chùa Bảo Quang vừa bàn giao cho hội đồng quản trị Trung tâm Phật giáo người Mỹ gốc Việt lúc 12 giờ trưa của ngày thứ Sáu ngày 24 tháng 12 trước sự chứng kiến của luật sư đại diện hai bên và đại diện hội đồng quản trị. "Tôi nghe lời thầy, buông bỏ tất cả, tôi không muốn kiện gì nữa. Ở đời ai cũng tham, tôi đây cũng tham. Ai tham thì cá nhân đó chịu. Tôi chỉ xin chịu ba lại không hận thù." Thượng tọa Thích Phước Hậu đã nói với khoảng 10 người Phật tử có mặt tại chùa, và thượng tọa nói tiếp: "Nếu thương thầy thì bỏ đi, đừng chống đỡ. Tòa đã phán quyết vậy rồi, nếu ai có cả triệu đô thì kiện tiếp. Nhưng quý vị có sống đến lúc đó không? Gia đình anh Lộc Bạch quản trị chùa thì cũng được thôi."
Trước đó thì luật sư Terry Phạm đại diện cho ba bị đơn, Thượng tọa Thích Phước Hậu, ông Phil Bùi và ông Tony Bùi có hỏi, bây giờ tòa đã ra phán quyết rồi, nhưng một số Phật tử ở đây muốn thầy tiếp tục kiện, thầy có chắc là thầy đồng ý giao chùa cho hội đồng quản trị không? Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Phước Hậu vẫn quyết định giao chùa vì thầy nói là thầy đã làm hết sức mình rồi. Sau đó, vì Thượng tọa với lại ông Phi Bùi cùng luật sư của bị đơn đã đi lên lầu và không cho ai vào. Kế đến thì Thượng tọa gom tất cả chìa khóa của chùa cùng với ông Phi Bùi đi kiểm tra chùa một lần cuối. Và luật sư Terry Phạm giải thích, vì thầy Thích Quảng Thanh là người chủ trì cũ đó đã giao chìa khóa này cho thầy Thích Phước Hậu, nên bây giờ thầy phải đưa lại cho hội đồng quản trị. Trong lúc mà đi lên lầu và đi kiểm tra thì không được ai đi vào bên trong, vì theo luật sư thì tất cả phải còn nguyên vẹn để mà giao cho bên hội đồng quản trị, quý vị. Một số Phật tử họ muốn đi vào trong nhưng luật sư không chịu. Như vậy là bất công quá, chùa này do Phật tử làm nên, bây giờ ký giấy tờ mà không cho chúng tôi chứng kiến, chưa kể là thầy đâu có biết tiếng Anh. Bà Hằng Nguyễn là một Phật tử của chùa đã bất bình và nói, tôi còn nhớ vụ con ó thầy cho chùa Khánh Hỷ mà họ nói là thầy ăn cắp, như vậy là không đúng. Còn bây giờ rủi sau này họ nói mất cái này mất cái nọ đổ cho thầy thì sao? Một Phật tử còn đòi luật sư phải cho coi phán quyết của tòa. Phán quyết có trong tòa, đây là hồ sơ công khai, quý vị có thể nhìn vào đó mà xem. Thì luật sư cũng đã trình cho các vị Phật tử xem cái phán quyết của tòa. Và ông Trần Thành là cư dân của Santa Ana cho biết, ông đã theo dõi vụ này rất lâu và biết rất rõ. Ông nói, tôi nghĩ nếu tòa ra phán quyết thì phải theo, nếu muốn chống lại thì phải có giấy tờ. Một vị Phật tử Quảng Ưu đã lên tiếng, chùa này là của người tị nạn, không thể giao cho người khác được. Khi hỏi về quyết định của vị thượng tọa trụ trì, ông Tony Bùi nói, tôi rất là phân vân. Một bên là tài sản của đồng bào, một bên thì bảo là không phải. Nếu giao cho hội đồng quản trị, nếu sau này có chuyện gì, ví dụ chùa mất đi, tôi cảm thấy có trách nhiệm vì đã không ngăn chặn vụ này. Ông Tony cũng cho biết là các thành viên của hội đồng quản trị lâu nay không tham dự họp và không biết họ là ai. Trước khi bàn giao chùa thì luật sư Terry Phạm có khuyên ông Tony nên ký giấy tờ, nhưng mà ông cho biết là ông không ký và sẵn sàng tiếp tục kiện cho dù kéo tới vài năm sau. Ông nói tôi sống cao lắm là 5 năm nữa nên tôi sẵn sàng kiện cho dù hội đồng quản trị có kiện lại tôi. Ông Tony Bùi đã tuyên bố khi ký bàn giao chùa chỉ có 5 người bước vào chánh điện, cửa đóng kín và không ai được vào. Phía bị đơn có Thượng tọa Thích Phước Hậu, ông Phil Bùi và luật sư Terry Phạm. Phía nguyên đơn có ông Lộc Bạch và luật sư Adina Stern là đại diện cho hội đồng quản trị. Khoảng 20 phút sau thì Thượng tọa Thích Phước Hậu bước ra và chia tay với mọi người. Và trước khi rời chùa thì Thượng tọa Thích Phước Hậu cũng đã có vài lời trước các Phật tử. Hôm nay là ngày ở chùa Bảo Quang lần cuối cùng. Thầy nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các vị đứng trong bóng tối giúp thầy được mọi việc thành công tốt đẹp, gia đình được bình an. Cơn bệnh hiện nay là vô thường, không biết đến lúc nào thì thôi xả bỏ hết các vị ơi. Về phần bên phía của hội đồng quản trị là ông Lộc Bạch, chủ tịch hội đồng quản trị đã nói với một bài báo rằng tôi rất vui và yên tâm mở lại chùa cho Phật tử, tôi mong mọi chuyện yên lành. Mặt khác, theo ông Luyến Phạm đại diện cho hội đồng quản trị cho biết, trong bản thỏa thuận mà hai bên ký có điều khoản Thượng tọa Thích Phước Hậu, ông Phi Bùi và ông Tony Bùi không được đến chùa Bảo Quang trong vòng 3 năm. Như vậy chỉ có ông Tony là không ký, sau này tất cả mọi án phí và bồi thường thì ông sẽ lãnh đủ. Đây là sự việc xảy ra vừa qua, quý vị cũng nghe vấn đề tranh chấp chùa Bảo Quang giữa bên phía vị hòa thượng đang trụ trì là người cháu của hòa thượng Thích Quảng Thanh. Và bên phía của hội đồng quản trị thì bây giờ thầy trụ trì đã giao hết ngôi chùa Bảo Quang cho bên phía hội đồng quản trị, thưa quý vị. Jason Bateman là người đàn ông của năm 2022. Jason Bateman tiếp bước Tom Hanks và Samuel Jackson để trở thành người đàn ông của năm 2022 với những cống hiến cho ngành công nghiệp điện ảnh. Vào ngày 25 tháng 12, thì Jason chính thức được nhà hát Hasty Pudding của Đại học Harvard vinh danh là người đàn ông của năm 2022. Chúng tôi rất muốn giới thiệu Jason Bateman với giải thưởng Hasty Pudding Man of the Year lần thứ 55. Nick Amador là chủ tịch của tổ chức đã phát biểu. Theo Fox News, tổ
chức của Đại học Harvard vinh danh Jason Bateman vì những đóng góp của nam diễn viên, đạo diễn cho nền nghệ thuật. Chỉ đạo 3 tập phim Valeria ở tuổi 18, Jason Bateman là đạo diễn trẻ nhất từ trước đến nay. Anh đóng chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, thành lập công ty riêng, tạo sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành phim ảnh, thông cáo báo chí đã viết. Vai diễn đầu tiên của Jason Bateman là James Cooper trong loạt phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Anh đóng vai cậu bé mồ côi được gia đình Ingalls nhận nuôi cùng chị gái. Diễn viên này đã xuất hiện trong phần 7 và phần 8 của bộ phim này. Trước đây nhiều người lầm tưởng vai diễn đầu tiên của ông là trong phim Silver Spoon và The Hogan Family, nhưng không phải, thưa quý vị. Và trong một cuộc phỏng vấn thì Bateman đã tiết lộ anh bắt đầu đóng phim từ rất là sớm. Việc bận rộn ghi hình Teenwood 2 khiến cho anh sao lãng việc học và không thể tốt nghiệp trung học. Đến năm 18 tuổi, anh tham gia đạo diễn 3 tập phim của Hogan Family, cái bộ phim sitcom này đã đưa tên tuổi của Bateman trở thành thần tượng của tuổi teen vào những năm 1980 và là một trong những đạo diễn trẻ nhất từ trước cho tới nay. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Bateman làm đạo diễn là bộ phim Bad Words năm 2013. Từ đó anh xuất hiện trong nhiều tác phẩm đa dạng trong nhiều vai trò. Anh là đạo diễn, đồng thời là nam diễn viên chính của loạt bộ phim nổi tiếng Ozark. Vào năm 2020, bộ phim giúp cho anh thắng giải Primetime Emmy ở hạng mục đạo diễn xuất sắc và 2 giải thưởng diễn xuất ở SAG. Jason còn là con rể của huyền thoại nhạc pop Paul Anka, một ca sĩ nổi tiếng cũng như là diễn viên nổi tiếng với cái bài hát mà Put My Head On My Shoulder đó quý vị. Anh kết hôn với Amanda Anka từ năm 2001 quý vị. Như vậy là nhân vật mới của năm 2022 là ông Jason ha. Ông này mình xem rất là nhiều bộ phim mà mình xem ông đóng, nhất là những cái bộ phim mà series nhiều tập đó quý vị. Mà ông cũng giỏi quá ha. Mới có mười mấy tuổi mà làm đạo diễn một cái sitcom rồi. Coi như là có năng khiếu từ nhỏ, nhưng mà cũng tại cái ăn khiếu đó mà phải dở dang việc học hành, nhưng mà được bù lại cái là cái công việc của ông là được phát triển hơn. Dấu hiệu của biến chủng mới có thể là khởi đầu cho kết thúc của đại dịch. Biến chủng mới là khởi đầu cho kết thúc của đại dịch, có phải không? Các nhà khoa học dù vẫn rất thận trọng nhưng tỏ ra lạc quan rằng biến chủng này là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang mất dần độc lực và dấu hiệu đầu tiên cho sự chấm dứt của đại dịch. Lịch sử dường như đang lặp lại. Lúc này thì hàng loạt quốc gia từ châu Âu tới châu Á phải đang đối mặt với những mùa nghỉ lễ u ám bởi làn sóng những ca bệnh sắp tới và tồi tệ như chưa từng có. Vào mùa Giáng sinh của năm 2020 thì biến chủng trước đây cũng đã phá hỏng mùa Giáng sinh này, và năm nay thì là biến chủng mới một lần nữa khiến đa số những người mắc bệnh ở khắp quốc gia trên thế giới đã tăng cao kỷ lục. Nhưng bất chấp sự xuất hiện của những biến chủng siêu lây nhiễm, những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện. Diễn biến dịch bệnh lúc này khiến nhiều người lo sợ rằng bệnh dịch này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn dịp Giáng sinh và năm mới trong tương lai, khi mùa nghỉ lễ sẽ luôn đi kèm với những biện pháp phong tỏa và hạn chế phòng dịch. Để so sánh với mùa đông năm 2021, dường như là phiên bản lặp lại của mùa đông năm 2020. Tại tất cả những nước thì những kỳ nghỉ lễ đều đang bị tạm dừng. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng là tỷ lệ nhập viện cũng như là không vượt qua khỏi căn bệnh rất thấp so với năm ngoái rất là nhiều. Và các nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ ca bệnh nặng do biến chủng mới thấp hơn rất nhiều so với cái biến chủng cũ trước đây. Các nhà khoa học đã nhận định rằng kết quả nghiên cứu mới là tốt lành, tuy nhiên các quốc gia cần phải cảnh giác. Điều đáng chú ý là một phần lớn ca mắc bệnh mới đó xảy ra ở người trưởng thành, ở độ tuổi thanh niên. Và các nhà khoa học cảnh báo, một khi mà biến chủng mới bắt đầu lan rộng trong nhóm người cao tuổi, độ tuổi mà dễ bị tổn thương hơn, thì có lẽ là tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện cao hơn bây giờ đó quý vị. Mặt khác thì một bộ phận lớn người dân đã được chích ngừa rồi, thì thậm chí là được chích luôn cả 3 mũi để mà giúp được cái hệ miễn dịch rất là tốt, bảo vệ trước những biến chủng mới. Hiện thì vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tỷ lệ những cái kháng thể sinh ra đối với lại cơ thể của mình như thế nào trong cái biến chủng mới này. Một số quan chức y tế quốc gia dự đoán là bệnh dịch này cuối cùng sẽ giống như bệnh cúm, khi đó thì con người sẽ cần
trích ngừa để mà đối phó mỗi năm. Tuy nhiên, giáo sư Martin Hipper của Đại học Y tế London lại có quan điểm ngược lại. Ông nói là cái bệnh dịch này nó giống như là cái dạng mà không có giống như bệnh cúm. Ý ông nói có nghĩa là bệnh này rồi sẽ chấm dứt, chứ không có thể mà cứ lặp đi lặp lại, cứ mỗi mùa đông mà nó bùng lên và khiến làm cho người ta lo sợ là không biết có còn được hưởng những cái mùa Giáng sinh hay là New Year nữa hay không. Thì ông nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra, thưa quý vị. Mà mình cũng rất là mong như vậy, quý vị ơi. Coi như nó biến đi mất luôn đi, giống như cách đây 100 năm mà nó biến mất khỏi cái Spanish flu của bệnh dịch mà gọi là Spanish của Tây Ban Nha, cúm Tây Ban Nha đó quý vị. Thì thời lúc đó thì cũng đã làm rất là nhiều người trên thế giới này cũng đã mất mát rất là nhiều. Nhưng mà nó đã qua đi, một cái giống như một đợt nó đi qua đi và nó mất luôn quý vị. Thì bữa giờ mình cũng nghe nhiều nhà nghiên cứu họ nói là cái biến chủng mới này nó rất là mạnh, nó lây lan nhanh kinh khủng, nhưng mà nó không gây bệnh nặng. Thì họ dự đoán đây sẽ là cái biến chủng cuối cùng của cái bệnh này. Thì mình cũng ước, mong muốn đây là những cái sự mà dự đoán đúng và chúng ta sẽ chấm dứt đại dịch trong cuối năm nay, có thể là lấn qua 1-2 tháng của mùa đông, nhưng mà chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa thôi nha quý vị. Foxconn được Wisconsin giảm thuế gần 30 triệu đô la để sản xuất xe điện. Công ty Foxconn là nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng nổi tiếng, được phép nhận khoản tín dụng thuế 28,8 triệu đô la từ tiểu bang Wisconsin nhờ vào kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại đây, theo bản tin của tuần vừa qua. Hãng sản xuất dụng cụ điện tử lớn nhất thế giới đầu tư 10 tỷ trong 4 năm để thi công dự án khu sản xuất xe điện 20 triệu foot vuông tại Wisconsin. Dân biểu Robin Voss, Chủ tịch Hạ viện của tiểu bang Wisconsin cho biết, trong năm vừa qua, Foxconn đã tạo ra 579 việc làm và đầu tư 266 triệu cho cộng đồng tại đây. Tính đến nay, công ty đã đầu tư tổng cộng gần 1 tỷ đô la cho tiểu bang này. Trong môi trường lao động hiện nay, chúng ta phải đề cao và chú trọng vào các doanh nghiệp muốn tham gia vào nền kinh tế của Wisconsin, dân biểu Voss đã khẳng định. Dự án khu sản xuất được công bố vào năm 2017 của Foxconn từng được cựu tổng thống Donald Trump gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 4, thì phía công ty tuyên bố cắt giảm đầu tư và số lượng nhân công do biến động thị trường cũng như do tình hình kinh tế toàn cầu đã thay đổi. Thì bây giờ họ lại được chính phủ có như ủng hộ trả lại cái tiền thuế, trả lại tiền thuế là hai đầu tư về cái sản xuất xe điện. Và như bây giờ mình thấy tất cả các công ty về gọi điện tử đó, họ đang tập trung về vấn đề xe điện rất là nhiều, và phần lớn cần cái thay đổi tập trung là về vấn đề pin. Họ thấy cần nên phải nghiên cứu thêm pin, chứ mà nhiều khi mấy người bạn đi xe mất tiền cả 100 mấy ngàn, xe Tesla quý vị, mà cứ phải tính từ để đoạn đường về nhà là bao nhiêu mai, rồi mình tính của mình đi làm sao cho nó tiện đường, kẹt xe thì phải làm sao. Nhất là trời nóng thì phải trời nóng. Trời nóng mà đứa nhỏ sợ máy lạnh thì nó sẽ giảm bớt cái điện xuống, và hoặc là bất chợt cái lượng đường mình đi mình tính như vậy mà cái iPad với cái iPhone hết pin thì phải cắm sạc, thì lại phải mất thêm vài chục phút của cái đoạn đường đi, nó bị ảnh hưởng. Cứ mỗi thứ một chút thì nó sẽ ảnh hưởng cái độ dài của cái xe mình chạy được bao nhiêu miles đó quý vị. Cho nên nói là trời ơi, sao chạy xe 100 mấy chục ngàn mà cứ phải tính toán mệt quá. Bây giờ chỉ mong các nhà khoa học hãy nghiên cứu như thế nào để mà cái độ pin dài ra, để cho chúng tôi đi xe chúng tôi bớt phải tính toán lại một tí. Thủ tướng Canada đã kêu gọi phương Tây cùng nhau để đối phó Trung Quốc. Theo như lời của Thủ tướng Justin Trudeau nói trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối tuần vừa qua, các nước phương Tây cần phải cùng nhau đối phó với Trung Quốc nhằm ngăn quốc gia châu Á này dùng lợi ích thương mại để chia rẽ phương Tây. Ông nói rằng Trung Quốc đang khiến các quốc gia phương Tây chia rẽ khi phải cạnh tranh để có được cơ hội làm ăn ở thị trường đông dân nhất thế giới. Chúng ta đã và đang phải cạnh tranh, và đôi khi Trung Quốc rất khôn khéo. Chúng ta cần phối hợp tốt hơn nữa và đứng vững để Trung Quốc không thể chia rẽ chúng ta, ông Trudeau nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
quan hệ giữa Trung Quốc và Canada vẫn băng giá từ vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Văn Châu vào năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc ngay sau đó đã bắt giữ hai người Canada và phủ nhận đây là hành động ngoại giao con tin. Vào tháng 9 năm nay, bà Mạnh đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để chấm dứt cuộc chiến dẫn độ và hai người Canada đã được thả ra chỉ vài giờ sau khi có thỏa thuận. Ngay cả trước khi mà bà Mạnh bị bắt, thì việc Canada nhiều lần chất vấn quan điểm nhân quyền của Trung Quốc đã cũng đã gây khó chịu cho Bắc Kinh và khiến hai bên không thể xích lại gần nhau. Đầu tháng này thì Canada tuyên bố sẽ cùng các đồng minh tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 để mà gửi tín hiệu đến Trung Quốc về hồ sơ nhân quyền. Ông Trudeau ông nói là Trung Quốc đông dân quá, thì về vấn đề kinh tế thương mại thì thật sự mà những cái cơ sở làm ăn nào họ cũng muốn đặt ở Trung Quốc, bởi vì là có quá nhiều người sử dụng và lúc nào làm ăn ở bên Trung Quốc thì cũng đạt được lợi nhuận, và Trung Quốc họ biết cái vấn đề đó, họ nhắm vào vấn đề đó thì họ lại chỉa vào cái đó để mà gây cho xích mích những cái việc mà làm ăn của tất cả, kinh tế của tất cả các nước để tranh giành nhau. Thì các nước phương Tây tranh giành nhau thì xem nhau như kẻ thù, thì Trung Quốc lại là người hưởng lợi. Nhật khai trương loại tàu lửa Cebes đầu tiên trên thế giới. Tàu lửa Cebes vừa chạy đường rầy vừa chạy đường bộ đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiếp nhận hành khách từ ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 tại thị trấn Kaiyo thuộc tỉnh Tokushima của Nhật. Loại xe DMV này trông giống như là một chiếc xe bus nhỏ chạy trên đường bộ bằng cái vỏ bánh xe cao su thông thường, nhưng đến giao điểm tích hợp thì những chiếc xe bus này lại biến thành xe lửa. Những bánh xe thép phía dưới gầm xe sẽ hạ xuống, nâng bánh trước lên khỏi mặt đường, còn các bánh sau vẫn chạm đất để đẩy xe chạy trên đường rầy. Ông Sergei Maruka là tổng giám đốc Asakos Railway thuộc công ty xe lửa vận hành dòng DMV này, khẳng định phương tiện mới này sẽ giúp các thị trấn nhỏ với dân số già như là thị trấn Kaiyo. Dòng xe gọi là tàu lửa xe buýt này có thể di chuyển đến các khu vực trong địa phương giống như xe buýt và chở hành khách trên đường rầy. Đặc biệt là tại các vùng nông thôn với nhiều người cao tuổi, đây sẽ là một phương tiện công cộng xuất sắc. Phía công ty Asakos Railway cho biết là dòng xe này chạy bằng xăng, nó có thể chở tối đa là 21 hành khách với vận tốc là 60 km/h, khoảng 37 mai một giờ trên đường rầy quý vị, và khoảng 100 km/h là 62 mai cho một giờ trên đường đi bộ. Và những chiếc xe với nhiều màu sắc khác nhau sẽ dọc theo bờ biển của Shikoku ở phía nam Nhật Bản và đi qua nhiều thị trấn nhỏ với nhau, mang lại cho du khách sẽ được nhìn ngắm những cảnh biển rất là đẹp, rất là độc đáo của Nhật. Và ông Miura đã bày tỏ hy vọng là dự án này sẽ thu hút được nhiều người yêu thích xe lửa và đi du ngoạn trên khắp đất nước. Hay quá ha, có nghĩa là giống như một chiếc xe lửa mini vậy đó, chỉ chở một cái toa thôi, một toa khoảng 20 mấy người. Mà cái này mình thấy cũng trước đây thì cũng có đó, có nhiều người ta làm là xe vừa chạy trên bờ mà khi mà tới nước thì nó sẽ chuyển thành cái chiếc tàu và chở mọi người đi du ngoạn trên tàu, sau đó lại leo lên bờ chở tiếp. Thì bây giờ là thay vì đi trên nước thì đi trên đường rầy xe lửa. Thì mỗi chuyến xe như vậy là sao, tại sao họ phải cần chuyển qua, là bởi vì nó sẽ có những đoạn đường băng ngang, nó sẽ ngắn đường hơn. Đúng rồi, với lại nó an toàn đi đường đèo này nọ, nó sẽ an toàn hơn là đi xe bằng xe bánh bình thường. Thì cái trên đường rầy thì nó giữ được cái độ mà an toàn. Tin Việt Nam, ca sĩ Nhật Kim Anh đã nói nếu hủy quyết định cho tôi nuôi con, tôi sẽ làm đơn kháng nghị. Vào ngày 24 tháng 12, Tòa án Nhân dân tối cao vừa quyết định kháng nghị vụ tranh chấp nuôi con của ca sĩ Nhật Kim Anh với người chồng cũ ở Cần Thơ, theo hướng hủy quyết định giám đốc thẩm, giữ bản án phúc thẩm, giao hồ sơ cho tòa sơ thẩm xét xử lại. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân, thì tòa án cấp sơ thẩm đã không làm rõ, cũng không yêu cầu bà Huê chứng minh ông Lộc còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục con, không xác minh điều kiện hoàn cảnh gia đình, công việc và thu nhập của ông Lộc. Việc chăm sóc giáo dục con của ông Lộc có việc bảo đảm là con trai phát triển bình thường hay không?
Thay vào đó thì dựa vào việc này thì ca sĩ Nhật Kim Anh đã chứng minh có đủ điều kiện nuôi con về kinh tế, như là có chỗ ở ổn định, có thu nhập cao để có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con chung là chưa xem xét đầy đủ toàn diện các vấn đề của vụ án, chưa đủ căn cứ chứng minh là có đủ điều kiện để thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định của pháp luật. Do đó thì tòa đã quyết định hủy bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm để mà xét xử sơ thẩm lại là có cơ sở. Ca sĩ Nhật Kim Anh nói là cô không muốn giành giật mà chỉ muốn được chia sẻ và chăm sóc con của mình thôi. Nhưng mà cô luôn bị cản trở. Nếu như tôi được gặp con, tôi được đưa con đi chơi, chăm sóc, trò chuyện với con thì tôi đâu có cần phải giành giật. Đau thì cũng đau rồi, chỉ mong con có được cuộc sống tinh thần đầy đủ khi có cha lẫn mẹ. Mỗi lần nghe con nói chỉ muốn về với mẹ, con muốn có mẹ là tôi đau đớn không chịu nổi, Nhật Kim Anh đã chia sẻ. Và Nhật Kim Anh nói là không ai muốn rời xa con, trừ khi cuộc hôn nhân bức bách khiến bản thân mình phải đi đến quyết định là đường ai nấy đi. Và cô nói là ly hôn là một thất bại nặng nề, cay đắng, và người ta sẽ rơi vào cảm giác hụt hẫng, bị buông bỏ, nên không phải ai cũng duy trì được sự tử tế trong cách cư xử với nhau. Sự oán hận khiến họ luôn luôn nuôi những ước muốn trả thù, và lúc này những đứa trẻ sẽ bị đem ra làm vũ khí đắc lực cho suy nghĩ mù quáng và ích kỷ ấy. Chỉ có người mẹ đứt ruột sinh ra con, chịu nổi cực khổ mang nặng đẻ đau mới thật lòng yêu thương con, muốn mang lại cho con những điều tốt nhất, nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều đó. Nhật Kim Anh cũng khẳng định là cô không thể nào sống thiếu con, và điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình chính là bé Tinh, là con của cô. Trước đây thì cô thường nghĩ là mọi thứ sẽ diễn ra đơn giản, người lớn hết tình hết nghĩa thì chia tay, nhưng mà hai bên sẽ vẫn cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con. Nhưng mà suốt 4 năm qua cô không thể đến được với con, không được nhìn con, và đi chơi vài lần với con cũng rất khó khăn, nó gần như bóp nghẹt cuộc sống của cô. Tôi chỉ muốn bé Tinh được hưởng tình yêu của cả bên nội và bên ngoại. Tôi mong tòa xử một cách có tình có lý, chứ không chỉ dựa trên giấy tờ và những con số. Nếu trường hợp tòa án tối cao hủy quyết định cho tôi nuôi con, thì tôi vẫn sẽ làm đơn kháng nghị yêu cầu xử lại từ đầu. Là người mẹ, tôi không bao giờ bỏ con mình. Nếu tòa xử cho chồng tôi nuôi con, cũng có nghĩa là ép tôi rời bỏ con mình. Vì từ trước đến nay, gia đình chồng cũ tôi chưa bao giờ mà cho phép tôi đến thăm nuôi con, thậm chí còn cố tình gây khó dễ, như Kim Anh đã chia sẻ. Thì coi như là cái việc kháng cáo chưa có được. Thì theo Hồng Loan biết sơ sơ là hai vợ chồng đã ly dị nhau, thì bên gia đình bên chồng là giữ bé Tinh. Nhưng mà trong mình không biết là tòa đã xử như thế nào, nhưng mà Nhật Kim Anh mỗi lần mà muốn thăm con hay đưa con đi chơi thì rất là khó khăn. Đó là qua những cái sự theo dõi trên trang Facebook của Nhật Kim Anh thì mình biết được điều này. Thì Nhật Kim Anh đã kháng cáo và yêu cầu xin lại cái quyền nuôi con, bởi vì lúc trước có lẽ là cô chưa có đủ thu nhập này nọ mọi thứ, chưa có đủ chứng minh là mình có thể lo cho đứa con của mình. Mình muốn sau khi mà vợ chồng mà ly dị nhau á, thì con á mình chia sẻ. Mình thấy thương cho mình, không nói riêng người chồng hay người vợ, mà ai cũng thương con như nhau quý vị, không nói là mẹ nhiều hay là cha nhiều. Nhưng mà nếu mà bên vợ giữ mà không cho người chồng gặp con của mình, chia sẻ cái sự mà gần gũi cha con với nhau, điều đó cũng không có tốt. Mà khi bên gia đình chồng mà nhất quyết không có cho người mẹ đến gần con, chăm sóc lo lắng con mình, thì cũng đau lòng lắm quý vị. Thì điều này đâu có ai muốn đâu. Thì sống với nhau mình không còn được hòa thuận với nhau nữa, không còn hợp với nhau nữa thì mình chia tay. Cái điều đó người lớn thì ai cũng có thể mà chịu đựng nổi, nhưng mà cái đau nhất là trẻ em thì nó không có hiểu được chuyện đó. Mà bởi tên ta nói là chia tay, cha mẹ chia tay, cái đau khổ nhất là con trẻ mà thôi. Thì đã biết là con mình nó sẽ bị mất mát, nó sẽ bị thiếu thốn, thì tại sao mình không bù đắp cho con mình mà lại mình lại gây ra cái sự là mất mát, là coi như là hoặc là nó mất hẳn người cha, hoặc là nó mất hẳn người mẹ luôn, rất là đáng thương cho những đứa trẻ. Thì mình mong có một cái sự xử lý cho nó công bằng ở đây. Mình không nói là bên nào hoặc bên nào, thì cái đó là tùy theo sự giải quyết. Nhưng mà mình muốn ví dụ như mẹ nuôi con thì cha phải được thăm viếng. Ở bên đây nhiều khi luật nó rõ ràng lắm.
cha thăm viếng một tuần, thăm con một tuần bao nhiêu ngày, đưa con đi chơi bao nhiêu ngày. Hai người có thể thỏa thuận với nhau, nếu không thỏa thuận thì tòa sẽ ra phán quyết. Chứ không có thể mà một bên giành hết cái quyền như vậy được. Ngay cả khi ví dụ như người mẹ nuôi con, mà người mẹ muốn dẫn con đi ra nước ngoài hay đi đâu đó cũng thì cũng phép. Cần phải có chữ ký, sự đồng ý của người cha nữa quý vị. Trời, đứng đây chút mà cũng lạnh ha. Trời, lạnh hết hồn. 3 giờ mấy giờ Cali, có nghĩa là ở bên Atlanta là 6 giờ mấy chiều đó quý vị. Trời tối thui. Mình ra mình tưởng nó ổ chết cha. Mới 3 giờ mấy giờ Cali mà. Ai nhè là sao? Cách nhau 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Lạnh ha. Lạnh quá, muốn nghe chuyện vui không? Muốn nghe nhưng mà lạnh quá, tựa tay đưa lên không nổi hay sao vậy? Quên. Tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ. Tưởng lạnh quá, hai tay quíu rồi dơ không lạnh. Nãy giờ quíu tay quá trời nè. Nói chuyện, nhiều khi Lan đang nói chuyện quý vị mà thấy khói bốc. Khói bay luôn. Khói bốc ra luôn đó quý vị. Rồi, tưởng nãy giờ hút thuốc chứ. Ok, nay Lộc nói tin gì đây? Chuyện vui ha, chuyện vui, đi khám bác sĩ đi. Vui. Cũng hơi hơi vui, không biết Lộc kể quý vị cười được không? Ok, kể rồi mới biết. Thì có một cái người phụ nữ này hơi phát tướng một chút nha. Đi đến một cái người bác sĩ để mà giống như là tham khảo, để coi cách nào để mà giảm cân đó. Thì người bác sĩ mới nói là: nè, nhà bà có ngựa không vậy? Tôi khuyên bà đó là mỗi ngày cưỡi ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ thôi. Một tuần lễ sau bà hãy quay ra đây gặp tôi. Thì một tuần lễ sau, người phụ nữ đó quay trở lại gặp bác sĩ. Bác sĩ mới hỏi: sao rồi? Bà có làm theo cái cách của tôi nói chưa? Cái người phụ nữ này mới nói: dạ, tôi làm tốt lắm. Có một cái là trong vòng tuần lễ là con ngựa của tôi nó sụt xuống 10 kg. Ngày mà cởi 4 tiếng sao ngựa nó chịu nổi. Bác sĩ tưởng là cởi ngựa sóc sóc rồi dằn rồi lắc eo rồi lắc không rồi cho nó tan mỡ hả? Bởi vì cái lượng con gì chứ con ngựa này chịu không nổi đâu. Con gì chịu nổi, con người còn chịu không nổi. Anh sợ quá. Sợ gì? Sợ bác sĩ kêu bà đổi cách khác. Đổi sao? Bởi vì bà cởi con ngựa thì tuần lễ con ngựa sụt xuống 10 kg. Thì bác sĩ mới nói: thôi bà đừng có cởi ngựa, bà để con ngựa nó cởi bà đi. Là bà xuống. Có bộ cách này được. Ngã xuống 10 kg. Ngã xuống 10 kg luôn hả? Chứ không ăn tuần hả? Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ những tin tức cũng như là những câu chuyện của Loan và Lộc. Rất mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ quý vị. Xin quý vị hãy like, share, subscribe và comment cho Loan Lộc nha. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Lộc muốn ốm không? Sao? Cởi Lộc đi. Chết liền. Ở sụm mà chèo.